Yo, hello, what's up, chào anh em nha, quay trở lại với channel của mình đây, Tiểu Tử Đường Phố đấy mọi người nha. Xin chào anh em, game tài chính mình đây, Tiểu Tử Đường Phố các bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chúc vào video cho anh em xem video. Về đầu video anh em xin một like và một subscribe ủng hộ channel phát triển nha, của người rất nhiều. Ok, quay trở lại video. Chưa like thì tình hình hiện tại con em mới đã lên rồi, không biết là anh em nhập chưa, nếu chưa thì cùng tôi đi cập nhật nha anh em nhé. Tranh thủ quay video sớm anh em xem thôi, chứ đâu hiện tại thì lúc này tôi quay video thì cốt chưa nhận được anh em, nhưng cũng share cho các bạn qua. Hôm nay mục tiêu chúng ta sẽ cùng nhau đi phá đảo luyện tập anh em. Đây. Bây giờ không phải ban ngày nhưng sẽ là ban đêm các bạn ạ. Đấy, bây giờ có anh Ben về rồi nên là chúng ta sẽ cùng nhau thử một lần cố gắng phá đảo xem là hôm nay liệu có thành công không anh em. Đây có Nekomamushi này. Pepman các bạn. Tôi nghĩ là sẽ đi tìm như này. Sao đúng hay sai cũng còn phải giữ lại chị đẹp Nami mới cả anh em. Chúng ta sẽ đi tìm này các bạn. Đấy, hiện tại anh Ben bắn thì cũng nói chung là cũng ối giời ôi luôn rồi các bạn, không phải quảng cáo nữa rồi. Cần thiết có thể gỡ PG ra luôn nhưng nói anh em. Đó, team hiện tại là rất là thoải mái, thừa dư thừa rồi anh em. Thế nên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi cập nhật code dùng chung mới anh em nhé. Cuối này mùng 1 tháng 8 nữa này. Ok các bạn, code hôm nay thì theo tôi dự đoán anh em hiện tại hôm nay có chuẩn không anh em nha. Chuẩn thì gọi cho stream live này. HT 0108 anh em thử test xem có đúng là code này không. Đúng thì cho stream live vào comment cho biết nha anh em nhé. Ok các bạn. Rồi, giờ thì vào vấn đề chính anh em. Giờ thì quay trở lại vấn đề chuyên môn chính là các bạn. Cùng anh Ben đi phá đảo luyện tập anh em. Hôm nay sẽ phá đảo ban đêm các bạn nhá. Chỉ là ban đêm thôi. Cái ban ngày thì vượt. Nói chung là ban ngày là tôi quét cũng xong rồi anh em. Đó, ban ngày bữa nay quét xong phát 1 nhắn 1 rồi anh em. Không còn phải nhắc tên nữa rồi. Được thế nào. Đó. Đối bạn vẫn là có chị đẹp lắm. Chị đẹp đấy anh em. Tôi tính cầm nau theo nhưng mà thôi. Mất công. Không đánh được các bạn, lại mệt. Ok, lượm luôn. Ở kìa, chưa gì đã, hãy tặng bán ala bàn rồi anh em. Rồi chúng ta sẽ đến thành phố nào đây? Ok kìa. Ok các bạn, tiếp tục nào. Còn tiếp theo anh em. Ôi dồi ôi, 3 nhân vật bắn luôn. 3 nhân vật bắn luôn anh em. Ui xôi. Giờ thì gọi đừng có đùa anh em. Đừng có đùa của chúng tôi gọi. Quá khủng khiếp các bạn. Đấy, đấy. Đến lượt vua mèo là xong rồi. Ok kìa, anh Ben anh bị choáng các bạn. Buồn thế nhờ anh Ben nhờ. Choáng không đúng lúc tí gì cả. Màn thứ 6. Ok lượm luôn các bạn. Màn thứ 7 này tấn công. Ôi, tôi xong toang rồi. Không kịp cả luôn anh em. Mất chị đẹp Nami rồi. Nhưng không sao, tôi nghĩ cũng ăn ngay giờ mà các bạn. Chúng ta sẽ thắng ngay bây giờ mà. Sẽ thắng ngay bây giờ mà anh em. Chắc cú điều đấy luôn các bạn. Đó, không nào sai hơn được. Hồi máu. Hồi sinh. Ok màn ta. Ấy, lại nữa. Còn chưa cho lên chậm, quên mất. Vô mới vào chưa gì đã choáng được ấy rồi anh em. OD nè, đúng rồi, choáng được OD các bạn. Bắn nào. Bây giờ lượm ngay. Lượm luôn các bạn chứ đùa đâu. Chị đẹp Nami ra trận. Rồi ok luôn. Đúng rồi. Căng thế nhờ. Khét đấy. Rồi cũng khét đấy anh em. Ok vua mèo rồi, nhảy đi chứ. Ừ, đúng rồi nhảy đi. Đúng rồi nhảy đi chứ, tích cực lên. Tầm này là chỉ có win thôi anh em. Tiếp tục nào. Nhanh thì xong chế độ ban ngày anh em, chúng ta ghé qua chế độ ban đêm luôn cho nó vào việc luôn cho nó nóng các bạn. Ok. Tiếp tục nào. Lượm luôn anh em. Màn thứ 12. Đó rồi, chế độ ban ngày thì không có gì phải nói nữa anh em. Chế độ trận thứ 13 nào. Trận thứ 14. Trận thứ 14 này anh em. Ok, vua mèo nhảy nào. Vua mèo nhảy nào. Rồi, anh Spiderman của hàng bán đi nào. Win luôn các bạn. Quá gọn gàng. Trận thứ 15. Kết thúc chế độ ban ngày. Giờ thì chúng ta sẽ còn chuyển qua chế độ ban đêm anh em. Sẵn sàng chỉ mình bước qua chế độ ban đêm. Vua mèo. Bán nào. Bán nữa nào. Cáp sẵn gang BG. Yo. Yeah, còn nù sống à. Ui, đau đấy. Đau ấy. Đau đấy. Ok các bạn. Ok luôn nha. Chúng ta bước qua chế độ ban đêm anh em. Rồi ok các bạn, bắt đầu nào. Cùng nhau vượt ải chế độ ban đêm rồi anh em. Let's go nào. Mình đánh Ben, anh liệu có phá ra cái ban đêm này không anh em? Cái ban đêm này bữa tôi đánh đỉnh nhất là bên màn thứ 7 các bạn. Là bắt đầu hẹo hết tướng rồi. Là đấy, người không muốn hồi sinh nhưng bởi vì hồi sinh nên là cũng hẹo luôn. Chứ không phải là hồi sinh nên mà đánh nó qua các bạn. Hồi sinh nên đánh nó qua đâu. Đánh xong nó vẫn hẹo các bạn. Rồi, có cháu còn phải bút máu rồi các bạn. Mới bước qua bên này thôi mà đã thấy gian nan rồi nhá. Trận tiếp theo là ui. Ba rách ba win anh em. Chẳng đét à. Vua mèo nào. Đúng rồi, bắn đi Ben. Đúng rồi, anh Ben bắn đi. Anh Ben bắn mạnh tay vào. Bắn cho tôi đó, chấn đầu, u đầu luôn nào. Anh Ben đâu nào. Anh Ben đâu rồi, bắn đi nào. Hay quá. Quá tuyệt vời luôn anh em. Vô, tuyệt vời. Gọn gàng, sạch sẽ. Chưa gì đã 24 triệu nội chiến rồi anh em. Mới nào có qua được không các bạn. Thì càng quá. Vâng, vừa mới bước qua màn ban đêm thôi mà thấy chào đón nghe chừng phấn khởi quá các bạn. Quá chất lượng uy tín luôn. Giờ không biết là liệu chúng ta còn đi được tiếp bao xa nữa. Bắn nào. Anh Ben tôi nhớ là phải đổi rồi kiếm Ninh Vương rồi mà sao vào đầu trận giờ hiện tại vẫn chưa bắn được ấy nhờ. Tự nhiên lúc qua đánh xong là tôi đổi lại vũ khí cho cháu nó rồi mà quên mất à. Ok. Tôi anh em để tôi ra check lại đấy gọi nhá. Một số cái vấn đề phải check lại xem nào. Ben này. Ninh Vương rõ ràng rồi mà. Ok, luyện tập. Hồi máu đó này. Hồi máu lại cho mấy tướng anh em, không là tí này hẹo bây giờ. Màn thứ 4 27 cũng được chiến anh em. Trời ơi. Mới đến màn thứ 4 của ban đêm thôi mà đã 27 cũng được chiến rồi. Ghét thế nhờ. Cố lên nào. Vâng. Tôi bắt đầu thấy chữ toang viết như thế nào rồi đấy anh em. Toang dám gan luôn rồi, toang thường đâu các bạn. Toang giá man luôn chứ không phải toang thường đâu các bạn. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Rồi, cố lên nào. Vâng. Mới lưng chừng dốc, lưng chừng đèo thôi anh em. Vâng, mới đến màn thứ 5 thôi các bạn nhá. Chúng ta hiện tại mới đến màn thứ 5 thôi anh em. 27 cũng được chiến nữa. Chứ chưa đi xa đâu các bạn, mới đến màn thứ 5 thôi đấy ạ. Trời ơi là trời. Chưa gì tôi thấy toang quá anh em. Phải toang quá đâu các bạn, một quá toang luôn đấy ạ. Trời ơi, đúng kiểu cảm giác toang quá trời toang luôn anh em. Bắn nào. Cố lên nào. Bắn nào. Vâng, đợt này qua vẫn có vẻ úi đang mà màn này qua có vẻ vẫn êm mà chưa biết hàng anh em, chưa thấy chị em đâu. Rồi luôn rồi. Ben nào, anh Ben bắn nào. Vâng, pha ulti cứu nguy cho cả đội các bạn. Rồi, màn thứ 6 vẫn 27m. Càng thế nhờ. Nhưng màn này tôi nhìn thế này có vẻ vẫn qua được anh em, bỏ đi. Ôi mẹ ơi. Ôi xin thêm một lượt anh ơi anh em nhé. Ui là chờ luôn bạn, thua luôn ạ. Ảo ma Canada thế nhờ. Ui 29m anh em, biết là giờ có ăn được không nữa. Trời ơi, trận này như thế trận này thì làm sao mà ăn được. Ván này có mà thua à. Cái trận này toang ở đâu nữa các bạn. Trận này bao toang luôn ạ. Trận này bao toang nó còn đâu nữa. Rồi, ở đây nào. Thôi các bạn. Vẫn chưa thua anh em. Đấy, vẫn chỉ đến tầng 6 này là lại hẹo hết cả đám rồi các bạn. Đốt hết 700 thì kia chắc đang full được map các bạn. Chịu. Thôi, tình hình video tôi đã kết thúc với thôi anh em nhé. Hẹn gặp mọi người clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã dõi theo video kênh Tiểu Tử Đường Phố rất nhiều. Giờ thì